Đó, bạn bè ngồi trong đó, đây có cái cây này, cây bưởi. Quá wow, trời trái luôn. Có thiệt giả đây đi. Thiệt giả đây không biết. Wow, trái không. Má có dán gì vô đây không em? Ồ, nó dán vô đây nè, dán xíu nè. Mà cái trái này trái thiệt. Cái này có không ta? Ồ, dán luôn nè. Có nghĩa là cây này là trái giả, người ta dán vô ha, mà nó vẫn sống ha. Nó dán vô cho mình vậy thôi à. Ồ, đúng rồi, nó dán vô nè. Mà đẹp. Nhìn đẹp quá đúng không nhỉ? Nghệ dân Việt Nam làm ghê thiệt. Con cá này cái gì chú? Chì vôi. Cái chì vôi hả? Chì vôi. Chì vôi. Ở đây bán đủ loại rồi hả? Ủa? Quân nó nói là nhà nó với nhà ở đây là thông gia, là hai bên biết nhau á. Quân ngồi nhậu ngoài quán ngoài đó, Quân đánh game mình đó, ngồi ngoài đó. Em mà đặt tử á. Đặt thôi. Đặt nhau hai lần thôi. Nè Quân nè, Quân nè, Quân. Nè, hả? Ba. Quân nè. Anh đi Hà Nội nữa. Về dắt vợ con đi Hà Nội. Được với em rồi. Dân nè. Long nè. Quân. Chơi game. Chơi cái đây 10 năm anh. Bỏ ra. Còn cũng nè. Vô thế toàn lạ gì đâu không à. Thằng đi mấy đứa. Hả? Thôi nâng ly hết ly đi rồi đó nhờ. Vô. Thôi. Về anh ăn lại sao được. Ờ, mới đi ăn đi giống vậy coi phim ăn lại ăn sao nha. Ăn vô chứ anh ăn gì em. Hỏi đi gọi Nam Mô ăn cũng bài đi. Có rồi. Bì. Nước thanh hương cũng ngon mà. Thanh thanh hương sao. Nếu mà có cây lên món chứ. 8 người, 10 người có 8 người bị. Men gan là. Nó nhiều nhiều quay cho đẹp. Tức tự đường đó là. Cũng gai cho men gan cao. Có ngon gì em? Xào mai, xào mai. Xào mai. Rồi, cũng quay lên nha. Năm mới một cái. Rồi nhìn vô luôn anh, chụp anh luôn. Không em quay đi chứ hả? Đó, đang quay đi. 1 2 3 vô. Sờ mai. Anh chạy nhiều quá người, cút người em à. Anh chạy mà có. Anh đâu biết đâu, anh coi như thớm chứ anh biết luôn á. Ở Mỹ đâu có gì coi là có là coi YouTube không. Mấy món ăn gì anh biết hết luôn. Giờ mới ăn thiệt nè. Thấy bọn em chạy 10 cây. Mà 1 tiếng này, 1 tiếng đúng này. Ồ, tiếng, ồ, đúng.
không, mình chạy ngồi đi, mình chạy đi mới tập, mới tập nó. Chơi bướm, chơi bình thường em chạy ngoài, em chạy công viên. Ngon không Bèo? Dạ, dạ. Muốn xỉu luôn á. Chạy 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 hay rồi, giờ mới tới công ty rồi, ca tới công ty. Anh có gọi chi được nữa. Đây là ốc heo. Thôi vậy lần này không nhìn lộ ra nó heo vô. Wow, nhìn ngon heo. Ngon thơm á, thơm ghê á. Thơm ghê á. Thơm ghê luôn. Nói chung là hai vợ chồng ăn cái này là đẹp. Trứng vịt lộn nha. Anh dùng trứng vịt lộn được không? Trứng vịt lộn. Không gà lộn, không gà lộn nó không dám biết không gà lộn được. À, anh đang ăn trước cái trứng trứng vịt lộn này ăn. Ờ, cảm ơn. Đấy. Đồ má mấy mỉ này dịch lâu quá giờ không dịch lộn ăn sao? Thì Việt Nam tìm sao? Được ăn sao? Không ghé Việt Nam mình chơi sao nữa này. Giờ mà đỡ. Vô. Em nhắn tin lên anh mua một cái điện thoại này cơ. Nó xác địa chỉ cho nó. Nói anh mời đâu anh à. Ừ. Ở mì lết na dịu dàng. Ảnh hưởng tư tưởng rồi. Ông có anh bạn ông thời nó khó đó không đâu. Ông. Lên bia, 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 lên ai bia đều từ xưa nhá, em không cười nào anh Vũ không? Em quế luôn rồi, em mất kiến rồi, biết cái nào rồi nè. Còn nhậu tới 3, nhậu tới 3, nhậu tới 3. Giờ nhậu tiếp nữa. Thái đồ, anh chưa thở đâu. Ai biết. Giờ để tăng 2, tăng 3, tăng 4 gì đó không biết. Vô, vô. Tăng 4. Vô. Vô anh Dũng ơi. Giờ nào nói tăng 4 đây. Chẳng nào. Vô. Mới tăng 2 sai từ rồi tăng 4. Vô. Dạ. Thôi, cái gì phim đi. Ủa, đang kêu hồi nãy đi, cầu trình gì đó mà đang lọc lên đây rồi.
em điện hả tí? Chưa đủ đô, xuống đây nhập chó. Ủa, mình đây. Ủa, hồi nãy tôi xin ấn rồi hả? Chưa. Mới trình mới nhận quá. Mới không Đâu 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 món thảo ư nó làm thịt chạy mà nó làm kìa, ngồi giữa trung tâm thịt chính luôn để mình dễ xử lý cái việc đó. Con đừng ở kia nha, làm ê bỏ mực riêng cho mấy đứa ăn kìa, bảy không ăn bảy bỏ vô chứ. Vậy vô rồi. Hiểu. Nhà của ông này à, mấy đứa nhỏ Mỹ qua đây, Mỹ con qua đây dậu á, uống rượu ra ngồi đây. À, này gia đình không ở đây, trong gia đình không à? Trời à. Bro, I gave you, like a whole bag. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi á, 2 giờ sáng mà còn nhậu. Một, hai, ba, nó qua lại là chữ bồng về đứa, vậy năm đi về có qua là bồng lại đứa nữa. Không thấy không mà nó qua mà đi nghe là em đủ rồi, em nhớ quê hương em lắm. Trên nơi chung ra có rú mà có đứa thứ ba nữa em không về nữa. Đóng luôn, đóng về luôn, em trốn luôn đó. Ghê tới cái ba luôn, chứ thì giờ có... Đóng luôn mà nói luôn hả? Cái nước Việt Nam này dễ đẻ. Chứ này thế là có cô Năm Linda. Ừ, cô ta Linda ha. Cô Năm Linda. Mình nói thiệt với các bạn, chủ cơ đó, nó nói thằng bạn bà thiệt, nó nói thiệt, nó thiệt. Nó mà muốn đập luôn cái phone luôn à. À, mới dẫn các bạn. Rồi, ai tin sợ. Nói thiệt với các bạn, mình đủ rồi. Hai đứa đủ rồi, một cái là đủ rồi các bạn ơi. So wild. Chưa chắc. À, tên sờ you are one more. Gia đình đồng chí à, con đua cho tao không được đảm bảo. Hả? No, I don't know. Stephen. Yo. Si. Con thảo không nữa. Em ba để cho anh chắc chưa. Yo. Một, hai, ba. Yo. Hai, ba. Yo. No. What? Ca ca vô, ca ca vô. Yeah, I am filming. Go ahead, drink that. Hey, but try to catch me up, right? No, bên Đức, Đức á. This man's drunk. Dạ, đúng không? I'm not bigger right now. Hả? Đức á. Đó? Đó? He on a pen, right now. Come on, 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 come
Ok. Sáng sớm thức dậy tối quá mà không thấy quay được chưa? Sao bao nhiêu năm bán vàng bán son thì xây được cái nhà lớn kìa ta. Sáng có chợ, chợ Di Động bán lại. Chợ gì chứ hai ba căn nhà cho mướn đừng có giỡn nè. À đây, bún không? Bún nhìn ngon quá ha. Con gà đen nhìn ngon kìa. Anh đừng có đưa lên TikTok tội lắm. Quảng cáo rồi nó bán. Ai bán không? Bán gì kìa, mua gì anh Vũ? Mua rồi. Ngon lắm. Không gà à. Không? Bán hai cái giò thôi, hai cái mình giấu ở dưới rồi. Bí rồi. Lâm, bán sao hai con qua sao vậy? Qua chỗ gì tay á? Qua uống cà phê bài luôn. Cà phê gì tay hả? Gì tay là mày. Gì của đó. Nó là nó bỏ mình đó. Bỏ mình đi rồi đó, anh chưa nói nữa. Tôi thẳng luôn hả? Bây giờ quay vợ ở Đà Nẵng. Bây giờ ngoài đây thấy biết nó nhận ghệ ra đây không biết. Sáng cà phê. Cà phê này cũng nhà cũng gần gần tiếng điện thoại nè. Cái gì em nhớ không hả? Quay mà không biết mệt nhớ mệt mà không biết tay quay nè chị vô nè. Ê. Dạ. Bởi chưa thấy hà cho trong bụng bắn với thằng nào đứa nè. Không bị chị mà bị chị mà không biết nó nhỏ đi cái đó là gì? Đây là gì? Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nó là cái nhánh mà chị điện sai lại đem đậu để sai rồi tái lại thấy không để đào làm gì à? Mấy đứa con gì lớn chưa? Đều lắm hậu luôn. Rồi ăn đi. Món này món tuổi thơ đó. Đúng rồi. Chuyện chơi hả? Tuổi thơ chỉ dội đó. Anh ăn không? Ăn đi anh. Ăn chén đi quý. Má ơi. Trời ơi. Được đâu lớn mới không? Là tụi em đi. Ừ. Ủa ngon quá ha. Tươi chứ nó còn miếng hồng ánh gì đó. Còn có bự quá nó mà. Bự quá sẽ đi giỡn. Mưa các bạn, trời mưa.
Nhà ai không biết nó nhận ghệ nào đây không biết. Ký 25.000. Coi là phải có cá coi. Đây là cháu. Hello, chào cả nhà. Chào cả nhà. Anh đi over here. Over here. Yeah,